Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đầu năm 2018, ngành thủy sản đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Trong đó, người nuôi cá tra được lãi lớn nhờ mức giá cá tra tăng cao. Tháng 2 năm 2018 đang là mùa chính của vụ cá ở các vùng biển Bắc Trung Bộ, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngư dân ở các địa phương này được mùa khai thác cá cơm, cá khoai, cá chuồng, cá thu. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, ngư dân được mùa cá ngừ đại dương. Ước tính sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng đầu năm 2018 đạt gần 497.000 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 2 năm 2018 ước đạt 276.000 tấn, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2017. Qua đó, đưa tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 551.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra vẫn đang diễn biến tốt. Giá cá tra nguyên liệu đang ở mức cao kỷ lục, giao động ở mức từ 28.000 tới 29.500 đồng 1 kg. Sản lượng nuôi cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 163.000 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ.